150 do tuần. Từ dưới đất nổi lên trô ở giữa hư không, càng món vật bao trao dồi, 5.000 bao lớn nghìn muôn vòng nhà vô số tràng phan đế nghiêm trưng đo chuôi ngọc bao rủ xuống muôn nghìn linh bao treo trên tham. Bốn mân đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly câu chiên đàn thăm cùng cả cõi nửa ca khoan lòng đều dùng bài thứ bao vàng bạc lưu ly xa từ mà não chân châu và mai khôi hôm lại thành cao đánh ngang cung trời tứ thiên vương. Trời đau lời rơi hoa mang đà la cúng vàng thăm báo sáng trời khá hoa rồng già xóa càng thác ba tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già nhân thủy nhân vân vân nghìn muôn ứng chúng đều đem tất cả hoa hương chuối ngọc. Phan lòng kỳ nhạc mà cung vàng tham bao đồng cung kính tôn trọng người khen bây giờ trong tham báo vang tuyên lớn ra khen rằng hay thầy hãy thay đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng tuệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh giáo Bồ Tát. Pháp Phật sơ hồ niệm diệu pháp liên hoa đúng thế đúng thế đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Phật nói đó đều chân thật. Bây giờ bốn chúng thấy tham bao lớn trụ trong hư không lại nghe trong tháp vàng tiên nói ra đều đưa pháp hình. Lấy làm là chưa từng có liền từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay rồi đứng một bên lung đó có vị đại Bồ Tát Thân đã nhào thuyết viết lòng ý của tất cả trời người A Tu La vân vân. Trong thế gian mà bằng phần rằng bằng Thế Tôn do nhân duyên gì mà có tham này từ đất nổi lên lại ở trong pháp văn ra tiếng như thế lúc đó phần bao ngài đại nháo thuyết Bồ Tát. Trong tham bao này có toàn thân như lai thời quá khứ về trước cánh đây vô lượng nghìn muôn ưng vô số cõi nước ở phương đông có nước tên bảo tình trong nước đó có phần hiểu là đã bảo đức phật đó tu hành Bồ Tát. Phát lời thề nguyện lớn nếu ta được thành phần sau khi diệt độ trong cõi nước ở mười phương có chỗ nào nói kinh pháp hoa thời tham miếu của ta vì nghe kinh đó mà nói ra nơi trước để làm chứng minh khen rằng hãy thay đơn phần đó thành phần rồi lung thâm diễn độ ở trong đời chúng trời người vào ca tuy theo rằng sau khi ta diễn độ muốn cúng dàn toàn thân của ta thời nên dừng một tham lớn. Đừng phần đó dùng chứng nguyên thần thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước nếu có nội kinh pháp hoa thời phạm bao đó đều nổi ra nơi trước toàn thân phần ở trong tham khen rằng hay thay đa nhà thuyết nay ta của đa bao như lai vì nghe nói kinh pháp hoa nên từ dưới đất nổi lên khen rằng hay thay bây giờ ngài đại nhà thuyết Bồ Tát do sứng thần của
Đức Như Lai mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó Phật bao ngài đã nhờ thuyết Bồ Tát Ma Ha Ta Phật đã bao đó có nguyện sâu rằng nếu lúc pháp bao của ta vì hệ kinh Quán Hoa mà hiện ra trước Đức Phật có vâng nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng thời cả vì phần của phần đó phân thân ra nói pháp ở các cõi nữa trong mười phương đều phải nhóm ca một chỗ vậy sao thân của ta mới hiện ra. Đại nhạo thuyết ca vì phần của ta phần thần nói pháp ở ca cõi nữa trong mười phương nay nên sẽ nhóm lại ngài đại nhạo thuyết bánh phân rằng thưa Thế Tôn chúng con cùng nguyện muốn thay các vị phần của Thế Tôn. Phân thân đề lệ lạy cúng dạng bây giờ Phật phong một lần sáng nơi lòng trăng vừa chẳng mày liền thấy năm trăm muôn ứng na do tha hằng hà sa cõi nước ở phương đông ca cõi nương đó đều dùng pha lê làm đấng cây bao y bao đề làm đồ trang nghiêm. Vô số nghìn muôn ứng Bồ Tát đầy dậy trong nương đó khắp nơi dằn màng bao lưới bao phủ trên đất Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn con mà nói ca pháp và thấy vô lượng nghìn muôn ứng Bồ Tát khắp đầy trong nương đó vì chúng sinh mà nói pháp. Phương Nam Tây Băng Bồn phía trên giữa chỗ tướng sang lòng trắng chiếu đến cùng lại như thế lúc đó ca phần ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng thiện nam tử ta này phải qua thế giới ta bà chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng để cung vàng tham bao của đa bảo như lời lúc bấy giờ cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh đấng bằng lưu ly cây bao trang nghiêm vàng rồng làm dây để dân ngăn tám đường không có ca tu lạc làng xóm thành ấm biển cả trong ngòi núi sông cùng rừng bùi. Đốt hương bao lớn hoa mạng đà la trai cam cõi đấng dùng lưỡi mạng bao dân trùm ở trên treo những linh bao chí lưu lại chúng ở trong hồi này dời cá trời người đề ở cõi khăn. Lúc đó các đương phần đều đến theo một vị Bồ Tát lớn để làm thì giả qua cõi ta bà đều đến dưới cây bao mồi mồi cây báo cao năm trăm do tuần nhanh la hoa trài thứ đơn rất trang nghiêm. Chư ca cây báo đều có tòa sư tử cao năm trăm do tuần cùng dùng đồ bao tốt mà trao dồi đó khi ấy ca đứng ở phần đều ngồi xếp bằng trên tòa này như thế lần lượt đến khắp đầy ca cõi tam thiên đại thiên. Mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thụ các vị phẩm của mình phân thân nên ở tam phương lại biến thành hai trăm muôn ức na do ta cõi nương. Đều làm cho thanh tịnh không có địa ngục ngạ quỷ chúng sinh cùng A Tu La lại
viên hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đấng. Cây bao trang nghiêm cao 500 do tuần nhánh lá hoa trái đều có thứ lớp tôn đềm dưới cây đều có tòa bảo chư từ cao năm do tuần dùng ca thứ bao để trao dồi những nương đó cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lân. Mỗi một chân lâm đà núi thiết vi núi đại thiết vi núi tu di vân vân thông làm một cõi nước Phật đấng bao bằng thân các bao xen lẫn nhau làm màn trùng cầm ở trên treo các khoan lòng đô phương bao lớn. Các hoa trời bao trời cắm trên đang đừng tính ca mâu ni phần vì các phần sẽ đến ngồi nên ở nơi tam phương lại đều biến thành 200 muôn ức na do ta coi được đều làm cho thanh tịnh không có địa ngục ngạ quỷ chúng sanh và a tu la. Lại dời các hàng trời người để ở cõi các những nước biến hoa đà đó cũng dùng lưu ly làm đấng. Cây bao trang nghiêm cao 500 do tuần nhánh lá hoa trái thứ tự tôn đềm dưới cây đều có tòa chư tứ bằng bao cao 5 do tuần cùng dùng chân bao thoát mà trao dồi đó. Nhưng nương này cũng không có biển cả sông ngoài và các núi. Núi mụn chân lân đà núi đài mụn chân lân đà núi thiê quê núi đài thiê quê núi tu di vân vân không lại làm một cõi nước vàng đấng bao bằng thằng càng bao dương xen lẫn nhau thành màn trùm khăm ở trên treo ca khoan lòng độ phương bao tổ ca thứ hoa trời bao trời cắm trên đấng. Bây giờ phương đông sang đưa vào trong trăm nghìn muôn ứng na do tha hằng xa cõi nửa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân thân ra thầy đều nói phạm đến nhóm mơ cõi này. Tuần tự như thế ca đấng và trong cõi nước ở mười phương thay đều đến nhóm ngồi ở tám phương. Bây giờ mọi mọi phương cảm đức Như Lai ngồi cắm đầy trong bốn trăm muôn ứng na do ta cõi nước. Lúc đó các đấng phật đều ngồi tòa sơ tự dưới cây bao đều sai vì thị giả qua thăm viếng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đều đưa cho đầy bùng hoa bao ma bao thị giả rằng thiền nam từ nơi qua đến nơi kỳ xa quần chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật theo như lời của ta mà thưa cùng Phật thế này. Như Lai có được in bình in có chẳng khỏe an vui và chúng Bồ Tát cùng thánh văn đều an ổn chăng rồi đem hoa báo này rải trên Phật để cúng dường mà thưa rằng Đức Phật kia cùng muốn mở tám bao này ca Đức Phật hai người đến cũng như vậy. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy ca vì phần của mình phân thân đến ngồi trên tòa chư tử đều nghe ca và cùng muôn đông mở tham bao. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không tất cả hàng bốn chúng
đông đứng dậy chắp tay môn lòng nhìn Phật. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tám bãi bao vang ra tiếng lớn như thao qua chốt mở cửa thành lớn. Tân thời tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Đa Bửu Như Lai ở trong tham bảo ngồi tòa chư thử toàn thân không giá như vào cảnh thuyền đến lại nghe Phật nói hay tay hay tay. Thích Ca Mâu Ni Phật sướng tinh nói kinh pháp hoa đó, ta vì nghĩa kinh đó mà đến coi này. Bây giờ hàng tứ chúng thầy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ưng kiếp về trước nói lời như thế. Đều khiến là việc chưa từng có, đều đem hoa trời bảo rải trên đường Phật Đa Bửu và Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Đa Bửu Phật ở trong tham bảo chia nửa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói rằng: Thích Ca Mâu Ni có thể đến ngồi trên tòa này. Từng thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tham bao ngồi xem bằng trên nửa tòa đó. Bây giờ hàng đại chúng thấy hai Đức Như Lai xem bằng trên tòa sư tử trong tham bảy bao. Thời đều nghĩ rằng Đức Phật ngồi trên cao xa cuối mong đứng Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Từng thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông tìm hàng đại chúng đều ở hư không. Rồi dùng tiếng lớn mà khâm bao đó rằng ai có thể ở trong cõi ta bà này. Rồng nói kinh nhiều pháp liên hoa này chính phải lúng Như Lai không bao lâu sẽ vào niên bàn. Phật muốn đem kinh pháp hoa này qua chung cho có người. Khi ai đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng Đấng Thánh Chúa Thế Tôn dù diệt độ đã lâu ở trong tham báo này, còn vì pháp mà đến ca không lại thế nào hả? Chẳng thiên vì pháp Phật đã bửu diệt độ đã vô lượng số kiếp nơi nơi đến nghe pháp vì có gặp được. Vậy phần kia ba nguyện rằng sau khi ta diệt độ nơi nơi pháp ta qua thường vì nghe pháp hoa lại vô lượng căn quan số nhiều như hàng trăm của ta phân thân ra vì muốn đến nghe pháp và cùng đề ra ma phân diệt độ đã bửu nên đều bỏ coi đẹp cùng với chúng đệ tử trời người rồng thân thai và ca vía cũng già muôn tham lâu ở đời cho nên đến cõi này. Ta vì ca phân ngôi dùng sơ thân thông lớn dời vô lượng trời người làm cho như thanh tịnh cán đứng Phật mỗi mối đều đến dưới cây báo như hoa sen trang nghiêm nơi ao báo trong rành dưới mỗi cây báo đón. Có quả báo sư tử phần xem băng ngồi trên sáng số rắn đẹp đẽ như giữa đêm tối tâm đuột đuột lớn nửa sáng thân phần hoàng hương thơm bay khắp mười phương nửa chúng sinh được hương sống vui mừng không kể tiếng. Chỉ như luồng gió lớn thổi lay nhánh cây nhỏ dùng cánh phương tiện đó làm cho pháp ở lâu nói cùng hàng đại chúng sao
diệt độ ai có thể hộ trì đọc nói kinh pháp này thời nay ở trước quần nên tự phán lời thề. Coi phần đã bước kia giàu đã diệt từ lâu do ban thể nguyện rộng mà còn rền tiếng lớn đức đã bự Như Lai và cùng với thân ta nhóm họp các hóa phần phải nên biến ý này. Các hàng phần tự thầy ai có thể hộ pháp nay nên phá nguyện trong tham bao lớn thương vào qua mười phương vì để nghe kinh này cũng là để cúng dường các hoa phẩm đến nhóm trang nghiêm rắn sáng đẹp ca thế giới vô lượng. Nếu người nói kinh này thời là đã thấy ta cũng đã bước Như Lai và các vị hóa Phật các thiên nam tử này đều nên suy nghĩ kỳ đây là việc rất khó phải phá nguyện rộng lớn bao nhiêu kinh điển ca số nhiều như hằng xa dầu nói đến kinh đó cũng chưa đủ làm con hoàng đem nuôi nhiều cao ném để ở phương ca cánh vô số cõi Phật cũng chưa lấy làm khó. Nếu người dùng ngón chân đồng còi nước đại thiên ném xa qua còi ca cũng chưa lấy làm khó hoặc đứng trên hữu đình nói vô lượng kinh khá vi để dạy bao người cùng chưa lấy làm khó. Nếu sao luôn phân diệt người ở trong đời có thể nói kinh này đây thời rất là khó và giữ lại có người dùng tay nắm hư không để mà khâm vào đi cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ nếu người tự thư trì hoàng bao người thụ trì đây thời rất là khó hoặc đem cả coi đấng đế nên mong ngọn chân vai lên đến phạm thiên cùng chưa lấy làm có. Sau khi phân diệt đồ người ở trong đời á phàm đọc kinh pháp này đây thời mới là có gia trừ gặp kim thiêu ganh mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm con. Sau khi ta diệt đồ nếu người trì kinh này vì một người mà nói đây thời mới là có hoàng người trì tám muôn bốn nghìn các tàng pháp đủ mười hơi bộ kinh vì người mà diễn nói khiến các người nghe pháp đều được cao thần không dù được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ nghĩa lãnh kinh điển này hồi nghĩa thú trong kinh đây thời mới là khó hoàng có người nội phạm làm cho nghìn muôn ân đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sinh chứng được a la hán đủ sao phép thần thông dầu có lời ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây đây thời là rất khó ta vì hộ phần đạo ở trong vô lượng cõi từ thuở trước đến nay rộng nói nhiều các kinh mà ở trong kinh đó kinh này là bậc nhân nếu có người trì được thời là trì thân và các thiền nam tử này
được độ ai có thể tu trì và đọc tụng kinh này. Tại nay ở trước Phật nên tự nói lời thề kinh pháp đây có trình. Nếu người tam trì đó thời ta rất vui mừng ca đứng Phật cũng thế. Người nào được như vậy ca đứng Phật thường khen đó là răng dùng mạnh, đó là răng tinh tấn gọi là người thế giới. Phần tu hành đầu đà thời chẳng sẽ mau được quả vô thượng phần đạo có thể ở đời sau đồng trì kinh pháp này là chân thần phẩm tướng. Chùa ở Phật Thuận Thiện sau khi phân diệt đồ có thể hiểu nghĩa này. Thời là măng sáng xuống của trời người trong đời ở trong đời kinh sợ hay nói trong chốc là tất cả hàng trời người đều nơi